Chiều nay 30 tháng 10, tại hội nghị giao ban tháng 10 năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trao thưởng nóng của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gồm Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Quế Võ và Công an huyện Thuận Thành. Ngày 20 tháng 10, Công an huyện Thuận Thành triệt xóa bong ke ma túy tại thôn Bến Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, bắt quả tang Nguyễn Văn Ngà, 28 tuổi và Nguyễn Khánh Nam, 32 tuổi, cùng ở thị trấn Hồ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 26 gram methamphetamine. Trước đó, ngày 3 tháng 10, Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Quế Võ phối hợp bắt quả tang hai tàu sắt mang số hiệu BG0001 và BG0008 đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thuộc địa phận xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác đã lập biên bản làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ghi nhận thành tích trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thưởng cho 3 tập thể Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Quế Võ mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh thưởng cho Công an huyện Thuận Thành 5 triệu đồng.